Thưa quý vị, sáng nay Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình họp mặt, tri ân và xúc tiến vận động tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp FDI về hội nước ngoài năm 2023. Tham dự chương trình có các đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng Nai hiện có 62 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động. Ngoài ra, tỉnh thu hút trên 1,5 ngàn dự án từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ đến đầu tư. Nhiều hiệp hội nước ngoài cũng được kết nối và có hoạt động tích cực trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2022 đến nay, tỉnh đã hợp tác với 17 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, 5 doanh nghiệp FDI và hiệp hội nước ngoài triển khai 28 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài, với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 123,2 tỷ đồng. Những khoản viện trợ này tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội tại các địa phương, nhằm góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo, trẻ em, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS. Kết quả trên đã cho thấy sự nỗ lực của tỉnh Đồng Nai, mà trong đó Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh làm đầu mối đã phát huy được vai trò, trách nhiệm. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thì rất là trân trọng và luôn khuyến khích sự hợp tác, hỗ trợ về kỹ thuật, kinh tế của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các nhà tài trợ khác đến từ các hiệp hội nước ngoài, cũng như là sự tham gia trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp FDI cho sự phát triển cộng đồng của tỉnh. Nguồn lực phi chính phủ nước ngoài trong thời gian qua và trong giai đoạn sắp tới là rất cần thiết, đã và sẽ đóng góp tích cực để Đồng Nai phấn đấu sớm đạt được mục tiêu phát triển bền vững và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới. Trong thời gian vừa qua, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài ở Đồng Nai đạt được những kết quả rất là tích cực, có thể coi là một cái điểm sáng trong cái bức tranh chung của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của toàn quốc. Trong khi thì số lượng các cái tổ chức phi chính phủ nước ngoài sau Covid giảm đi, giá trị viện trợ cũng có cái suy giảm so với những năm trước đó. Thế và cái việc này cũng xuất hiện ở hầu khắp các cái địa phương. Thì ở Đồng Nai, số tổ chức tăng, đối tác tăng và giá trị viện trợ cũng tăng. Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Đồng Nai đã trao bảng tri ân cho 16 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp FDI và hiệp hội nước ngoài đã hợp tác hiệu quả tại Đồng Nai từ năm 2022 đến nay. Dịp này, 6 tổ chức doanh nghiệp FDI cũng đã cam kết hỗ trợ tỉnh Đồng Nai tổng số tiền 20 tỷ 550 triệu đồng để thực hiện các dự án trong thời gian tới.